Mày ơi. Thấy chưa? Từ từ, gần. Ấy, mày làm gì đây? Đừng chặt. Ấy, ấy, ấy. Mày làm gì đây? Làm thế, làm thế. Sao mày làm đấy cho tao? Làm thế thì nó mới xuống được. Thì cắt lỗ cho anh cũng chặt luôn đi. Cắt lỗ cho anh cũng chặt luôn đi. Sao mày ngu thế? Em khôn ấy. Mày còn để tao ở trên à? Không thì còn chơi anh xuống được. Xuống cứt đấy. Bắt xuống luôn. Mẹ này. Tao đập chết rồi. Thôi đi về. Mới hết người tao rồi. Không, sao anh không chặt luôn đi? Điền, sao ông bảo tao có cái cây xoan bên cạnh trèo lên đấy cho nó nhanh? Thì khóc sao anh không chặt luôn mà đi? Mà lại vứt ra đâu ấy? Lại vứt mất à? Em đi rồi. Thôi thôi thôi, tí nữa lấy nè. Cầm lấy để tao đi tắm cái thịt ngứa. Ngứa hết người. Tắm mày chặt, chỉ bẩn trâu. Này, hôm nay tao làm món cực ngon cho mày xem. Em chỉ chít à? Chặt cướp đi, món này ngon cực luôn. Ngon à? Chưa biết đến gió chú nó lại cả. Hôm nay ăn rau ngon hơn rau lợn của mày nhiều nhá. Món rau lợn của mày bao giờ chưa đi có không biết đúng đây đấy tươi 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 không phải tươi được đúng cái ngon anh nhân thì giọt chuối không à sụp lại còn đổ đôi em thấy ông em cũng thái luôn này mày biết cái gì chả phải ngủ đôi gì không ngủ thì mình ngủ con gì thì đang chuẩn bị thuốc ngủ ở đây là ở đây uống nhiều à ui rồi nhiều quá cái gì nhiều mới ngon mày cái gì mày chảy nhiều mày ngon lắm mày vào đi mổ biết cái gì vào. Làm công tao trèo mình mày bị ngu xong rồi tự nhiên tao sắp vặt được rồi mày lại còn đi chặt gốc thế anh có dao anh đeo cái kia sao anh không chặt luôn gốc đi rồi nhưng mà lúc đấy sao mày không bảo sao mày thì em đang định bảo thì anh bị trèo rồi ngủ mày nhìn này đập gốc rồi lấy một phát rồi vào tay một phát vào tay ăn những cái này thôi à tí nữa xem có đậu riết rau riết cứ kiểu này mà có thêm mấy con cá tép thẳng ăn thì được ăn ăn gỏi sống đó xong không ê là lấy phụ kiện ơi mày hôm nay mình sẽ đi một cái anh làm đấy ừ sụp mau đại ca mày chứ ai anh đây à chờ quách select luôn đặc biệt làm nào con nào ăn được nhé cái này mà bỏ là chó không ăn được đâu. Làm nào cứ ăn được là được. Ui giời. Em mới thấy cái chuối này tao lợn nó ăn này. Lợn ăn hôm nay tao sẽ cho mày ạ. Nếm thử gọi là món ăn dành cho lợn của Ma Đại Ca. Mà bây giờ hơi bị hot đấy, mình biết nha. Hot gì? Cái này, món ăn này hơi bị hot đấy. Còn chân lợn nó hot. Anh cũng hỏi. Ôi tí nữa đừng có đớp nhiều rồi nhá. Giỏi em được mấy gắt chứ mấy. Mày cứ để đấy mà xem. Có nhiều chanh rồi mà chua. Cứ bình tĩnh. À. Đại biểu này em to phết đấy. Con nào mà mấy em chỉ. Thịt à? Thịt nướng à? Nướng cả con nhé. Đại biểu nướng siêu cay ấy. Đại biểu nướng cả con. Đại biểu nướng cả con. Đây đây. Này này. Thôi. Xẹt xẹt cái cứt đấy. Hoài phết đấy. Không chưa. Nó sẽ lấy cái đầu bếp thì gọi là cụ. Cụ non. 3 tuổi xem con thì mới quét lông được đâu. 3 tuổi. Mày mấy tuổi? Em 9 tuổi. 3 tuổi sẽ còn em có hai mấy tuổi hoài
Quỳnh. Đậu nữa. Quỳnh. Quỳnh. Thịt nữa. Thịt điên thịt. Em thấy cái thay cho thịt anh không cho ăn thì bảo không cho ăn. Cho thịt làm gì? Em thấy người ta cho thịt vào. Tao cho mày ăn chay. Không thịt tiếc đấy. Ăn chay mà nước mắm với cả ớt à? Nước mắm chay. Ớt cũng chay. Ớt cũng chay. Chay gì có đậu mới lạc thôi. Mày đừng có thổi nó bay hết rồi này. Mày vào đấy. Đây, ra đây cái mà đấy thì để thổi ta thái rau. Các bọt ở đây là nào? Nhất là nhiều ăn toàn lạc à? Ừ. Ôi. Ừ. Giờ là nó đậu. Đậu lướt ván. Lướt, lướt. Thích. Mày lấy cái đĩa ra đây, mang lại càng để bày cho nó xem. Người ba bóp vào thì còn quay thái nha. Bóp, mày ai đi bóp đậu. Bây giờ thì mình làm món ăn nó phải nghệ thuật đẹp. Xong cuối cùng vẫn phải bóp cái gì? Bóp là bóp nào, cần gì bóp. Đấy, đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thêm vào. Thế thôi. Thêm đỏ. Thêm. Bóp rồi. Đấy. Xong cái kết sau cùng vẫn là phải bóp. Rau nữa. Quá là tuyệt vời. Mười cả ngàn. Ngon quá nhỉ. Cho thêm rau hả? Từ từ. Anh như lấy đĩa đã. Không á. Ai xài. À, hôm nay mua được đĩa đẹp à? Đẹp, vách xà lách, hiểu không? Em rửa rồi. Mày rửa rau cả cây. Hả? Hả? Cười như cười. Em ăn rau đâu. Không ăn rau. À, em trang trí à? Mình có lợi. Trang trí. Lấy lá xoan làm mà trang trí. Hả? Suốt ngày cứt vì lá xoan. Thì không có lá gì, anh có mua lá gì đâu em đâu. Thì em chẳng lấy lá xoan à? Mày không phải trang trí nữa. Trang trí nó mới bắt xà lách được. Mãi bậy đặt ăn nộm thì ăn nộm mới lại còn trang trí. Đấy, đẹp với mình bây giờ thể hiện đẳng cấp phẩm thực. Đẳng cấp cho chó. Cho lợn này chó nó không ăn đâu. Đặc biệt là những con lợn như mày. Anh. Ui. Bỏ đi. Nào, nào. Phi không? Nào, không bốc, nhọn. Rồi. Rồi, đẳng cấp chưa? Phi chưa? Ừ. Chọc, nốt. Chọc, ngọt. Rồi. Ít rau nữa cho nó đẹp mắt đấy. Xoài. Phê, lê tê phê. Đấy, xong rau gì đấy. Rồi, anh em mình thử đi thưởng thức thôi. Đây, này, cầm hai cái bát. Đấy, cầm cái đũa, hai cái đũa. Đi, như thế này. Hạch xà. Phê không các bạn? Ngon lắm. Đi ra đây. Ây da. Gì? Cứ đi ra đây. Làm gì? Mày. Ăn ngoài này. Ngã bắt vỡ mồm. Ui. Không chắc em gì gì đấy. Ê, lên đây ăn ngồi ngắm bình minh đẹp đẽ lãng mạn không? Trời ơi. Già thì còn đi. Mày. Già đi cái cứt này. Mày. Vẫn lên đây ngồi ngắm bình minh đẹp không? Hả? Lên đây ngồi ngắm bình minh thì đẹp. Gì? Ăn nó mát ruột. Ngắm gì? Bình minh. Cái gì cười cứt à? Đã đi rồi còn ngồi. Hả? Đã ngồi bình minh à?
Châu và Bình My à? Quang ơn. Đấy, nhưng mà miễn là đẹp là được. Chào cái kỳ. Rồi, chán à? Chân thế à? Mà mày chửi ai ngu ấy? Hả? Ai bảo anh ngu quá anh nhỉ? Vẩn. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhá. Nó quá tuyệt vời rồi. Một chút tuyệt vời mà không hiểu nói hết. Tuy là ăn chay nhưng mà ngon hơn cả gà. Ăn chay mà có ớt. Chay mà ớt thì liên quan gì đến chay? Chay mà ớt cả chay à? Ăn chay người ta phải ăn đùi gà, ăn thịt lợn. Mày cũng bảo đùi gà đùi ngựa. Ngựa cả đít. Này ăn đậu đi cho thông minh. Ăn đậu cho mày. Ăn nhiều áo quá đậu đi. Đâu tuyệt vời. Ngon rồi. Cho khán giả xem ạ. Rớt dãi, rớt dãi. Món này quá ngon. Ăn thịt nhiều bây giờ ăn rau thì phê thật. Nhiều cơm ngon. Ê quay đậm như cẩu ấy. Mày ăn thịt nhiều. Là món đi cho chó ăn, món đi sống, món đi ôi khói. Nào là cho mày ăn thịt. Như kiểu món gà gì? Gà rúc, rúc bờ ao à? Hay là gà đông cứt gì đây? Ăn sống gà. Nguyên. Sống nguyên. Sống một nửa. Nói không đúng. Ê, cái này ngắm người ta đi học về hay nhỉ? Ngắm bình minh đẹp này. Ngắm hoàng hôn. Ngắm hoàng hôn đẹp. Thế sao mà cái quần chật chật cho máu nó trông đến não nhỉ? Quần tao lúc nào cũng chật rồi nhá. Quá ngon, ngon vết nhỉ. Ăn được. Super. Ăn sướng, phê nhỉ. Mai tao mày trèo lên tầng thượng ăn. Kinh phồn. Kinh gì? Các bạn ngưỡng mừng chế biến món gì? Nhớ comment ở bên dưới. Ngon quá. Phê quá. Quá ngon. Mắc ngon rồi các bạn. Các bạn thấy món đồng quê dân dã này sớm. Phê quá. Mắc phê. Mát nhỉ? Có mắc. Nhưng mà có máy bay khắp đồng quê. Mai tao gấp cho mình cái. Mày bây giờ à? Mày bây giờ. Tao có bằng lái máy bay rồi đấy. Mất lái máy bay. Không tiền à? Mày bay bao giờ à? Lái bao giờ rồi? Lái rồi. Bây giờ yếu dễ gãy cánh. Cái yếu rồi. Bây giờ sửa lại. Ăn những cái hạt ớt cho quá. Ngon nhỉ. Ăn như cẩu đấy. Anh giả nó. Cái chì ngọt. Anh ăn trước cái cơm. Lấy cái chuối của anh ăn. Lấy hoa em chuối của anh. Chặt xuống thì còn cho em mới lấy được. Mẹ tao chưa xử như tội mày chặt cây cho nó ở trên đó. Mày nghĩ cơm cám thời hiện đại à? Cám gì? Cám này là cám kiểu ta ra TV mới là đẳng cấp. Mẹ ngã nó mình xiên tắt cái mông vào. Cọc bỏ ngay rồi. Nó xiên mông tao rồi. Tôi giết bỏ. Chắc phải nhìn lên nhìn xuống nhé. Mấy anh nhanh đã hết trâu rồi. Đàn giả vờ em nói chuyện xong rồi bắt đầu lún. Ngon cả ăn. Mấy khi được món ngon ăn hết. Mấy
Ơi, món thịt ngon mà anh Tâm, đúng không? Tâm thêm thịt ngon. Thế nào anh hiểu nấu được thịt ngon? Nấu tội là thỉnh thoảng nó hỏng thôi. Nó ngon không? Gà chín một nửa nhưng một nửa hết ngon rồi. Một nửa ngon một nửa sống còn rốt vét à, còn mấy miếng rau không một tí cho chán hết cho lớn thôi đấy mẹ mày nữa tao lại vả lên phát bây giờ thôi anh em tôi kết thúc clip ở đây đây món nộm hạt chuối à? Nộm đều đều. Cái gì? Nộm đều đều. Đều là cái gì? Là đều. Nộm rau chuối. Cực ngon vì món chất độc quyền. Anh em thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng ở bên dưới nhé. Nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh nhé. Anh em ai mà đặt hàng áo Tâm Mao thì hay vào fanpage của Tâm Mao TV là ở bên dưới. Bên dưới video nhé. Dưới... đường link và vô tả nữa. Dưới mô tả và dưới comment ở dưới video nha. Và anh nhắn tin vào fanpage. Nhắn tin vào fanpage nha. Là 200k một cái mà chỉ một cái chỉ có 200k. Miếng hàng cực đẹp cực đỉnh. À, tí nữa thì gặp cái miếng. Ai mà comment đạt top và nhiều like nhất trong 24 tiếng bắt đầu từ video này, mỗi ngày mình sẽ có một chiếc áo để tặng cho một người comment ở dưới video trên kênh YouTube của mình. Là một chiếc áo sẽ được tặng cho người đứng top comment sau comment được ghim của kênh chính của mình, đứng đằng sau nhiều like, nhiều comment, nhiều nói chung là đứng top, top đầu sẽ được tặng một chiếc áo Tâm Mao TV có Mao đại ca và Mao đệ đệ được ship cho mọi người.